动听的说话，从来幻想生活过得潇洒，无尽跌跌碰碰故事写着无尽代价，了倦叹朝着流归家，一生未落仍是烟吗，爱在抱紧我，缘分没淡还假，你的关心叮嘱叮咛与牵挂，再次暖透我生命给我好吗，承受挫败尝尽幻化，还是ta tài chết cũng không có chịu ở lại chỗ này đâu. Thúy Thúy, Thúy Thúy, Thúy Thúy, Thúy Thúy, Thúy bỏ mặt ta đi, đừng có lại gần nữa. Thúy Thúy à, không ai dám gây thương hại tới cô nữa đâu. Thúy Thúy, Thúy Thúy, đã hết chuyện rồi. Ngươi không cần tốt với ta nữa. Thân của ta đã không có được trong sạch rồi. Là mẹ của ta đã sai người làm vậy. Còn có cha của ta, hắn đã bày mưu lập kế đi hại chính đứa con gái của mình. Ta thì không còn mặt mũi đi gặp thiên hạ nữa. Cho ta đi chết đi. Cô đừng có như vậy mà. Cô không có lỗi. Kẻ làm lỗi là những kẻ đã hại cô, hoàn toàn không có mắc mớ tới cô. Cô đã bị thương nặng lắm rồi, để ta đỡ cô đi coi đại phu. Thúy Thúy, không cần nữa. Ta biết, ta ráng hết nổi rồi. Cô hãy kiên cường một chút đi, cô không có bị chết đâu. Cảm ơn người. Ngoài mẹ của ta ra, chưa hề có ai bận tâm tới ta hết. Ngươi nói cho ta biết đi, có phải vì lời hứa hẹn của mẹ ta cho nên ngươi mới tốt với ta vậy đúng không? Đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Còn nữa, mình là bạn thân với nhau mà. Thì ra trong thâm tâm của ngươi, ta chỉ là bạn thân của ngươi thôi. Ta biết ngươi rất là thật thà. Ngươi không nói láo đâu. Cả việc nói một câu để dỗ ngọt ta cũng không biết. Nhưng mà ta không có trách ngươi. Ta chỉ lo con người của ngươi quá thật thà, sẽ bị mẹ của ngươi lừa gạt thôi. Mẹ của ta đã hại tới cô. Là mẹ của ta đã hại cô. Người ta nói thiên hạ không có cha mẹ nào không tốt. Sai rồi. Ta là một thí dụ điển hình đó. Mục Liên, sau khi ta chết đi, người đừng có trở về bên mẹ người nữa. Người hứa với ta đi, từ nay đừng có để cho bà hại người nữa. Cô đừng có nói cái chuyện này. Cô không có bị chết đâu. Cô hứa với ta, cô không có thể chết đâu. Cô có nghe hay không hả? Ta không có cho cô chết đâu. Được chết bên cạnh ngươi, ta đã thấy an ủi lắm rồi. Thiệt đứa một ly ngờ. Thúy Thúy! Thúy Thúy! Thúy Thúy!
Không ngờ cô bạc mệnh như vậy. Nhưng mà không có ai muốn vậy đâu. À, Mục Liên à, cô đừng có đau lòng quá. Phải giữ gìn sức khỏe đó. Nè. Cùng lắm là như vậy, mẹ sẽ bỏ nhiều tiền ra để chôn cất phong quan cho cổ. Như vậy là con giữ ý rồi chứ. Ây da, trời mưa lớn như vậy, Mục Liên à, tại sao con không dùng cái dù? Con muốn cho nước mưa khiến con tỉnh táo. Để mà nhìn kỹ mẹ. Mẹ nhìn Thúy Thúy nằm ở trên đất kìa. Đáng lẽ cổ cũng giống như con, biết nói chuyện, biết cử động. Nhưng bây giờ đã bị mẹ và cha của cổ đã hại chết. Là mạng người đó. Một cái mạng người sống nhân. Mẹ có biết hại chết người phải vào địa ngục, nhìn vậy không có thể luân hồi làm người hay không? Bây giờ con mới biết mẹ của con là một người như thế nào. Bà mở sòng bạc khiến người ta bị nhà tan cửa nát. Bà mở kỹ viện ép người ta làm cô nương. Bà bỏ mặt liêm sĩ dù dỗ chồng của người ta. Bởi vì muốn đạt mục đích có thể bất chấp thủ đoạn, thậm chí hại chết người cũng không có thể tiếc. Tại sao mẹ của con lại tán tận lương tâm như vậy chứ? Con nói hết chưa? Miễn là những hành vi của mẹ làm đều không thẹn với lòng mẹ. Mẹ đã làm bấy nhiêu chuyện bậy mà mẹ không có cảm thấy thẹn với lòng sao? Không đâu. Thà là ta phụ lòng thiên hạ, thiên hạ không thể phụ lòng của ta. Mẹ làm như vậy là tự bảo vệ cho mình thôi. Được. Vậy con biết tại sao không? Hôm xưa mẹ bồng con tới bờ sông, mẹ phải đi nhảy sông tự tử. Năm xưa khi con vừa mới đầy tháng, cha của con đã cưới vợ bé. Cái con tiện nhân đó là bài kế hãm hại mẹ. Nói là mẹ có tư tình với kẻ khác, bắt mẹ phải đi dìm lòng heo. Cho nên mẹ phải bồng lấy con và cứ bỏ chạy. Nhưng mà đã tới đường cùng mới bỏ con ở bên cạnh bờ sông. Mong là có người thâu dưỡng con. Còn mẹ thì đi nhảy sông tự tử. Nhưng mà mẹ không có chết, cho nên mẹ đã hạ quyết tâm, đã lén trở về nhà giết chết cha của con và con tiện nhân đó để hả giận của mẹ. Mẹ tự nói với mình, từ nay không ai có thể ăn hiếp mẹ nữa. Mẹ phải dồn sức của mình để dựng ra sự nghiệp. Mẹ phải trả thù với tất cả những người đàn ông bạc tình trên thế gian này. Bất cứ việc gì mẹ làm cũng không thể với mình. Thì ra mẹ vốn là không có nữa. Mẹ vĩnh viễn không biết lỗi lầm. Không có gì đáng cho mẹ hối hận. Mục Liên, mẹ hỏi con thêm một câu. Con có coi mẹ là mẹ hay không? Con nhận là con của mẹ thì lập tức câm miệng theo mẹ, vậy là quan đắc. Phật tổ Như Lai, cái gì ân quả báo ứng đều là gạt người thôi. Tại sao người tốt thì chịu khổ đau, còn người xấu thì lại được sống tự do thoải mái làm tòa chuyện bậy chứ? Thật ra thiên lý ở đâu? Không sai, lòng từ bi gì đó chỉ là gạt người thôi. Ta phải bắt giúp Phúc Ma La Hán, hàng ma phục yêu, thế thiên hành đạo. Trả mạng lại cho ta.
bớ người ta, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, bớ người ta, bớ người ta, đừng mà, đừng, đừng. Đừng nhớ, trả mạng lại cho ta. Đừng, đừng, xin đừng, đừng nha, đừng giết ta, bớ người ta, đừng giết ta, đừng, bớ người ta, đừng giết ta, tha cho ta, đừng, Xin tha cho mẹ của ta, đừng có giết bả nha. Đừng, bớ người ta, đừng giết ta, đừng, đừng giết ta, đừng, đừng giết ta, tha cho ta. Quán tự tại Bồ Tát, hành tâm Bát Nha Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến. Ngũ quẩn giai không độ, nhất thiết khổ ách xá lợi tử. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thọ tưởng hành thích diệt phục như thị. Đại sư, có phải là con đã dọa ma đạo hay không? Con chỉ biết lúc đó con thì lại giận lắm. Trên tay của con cầm một con dao, con chỉ muốn đâm xuống. Mai là nhìn thấy miếng ngọc đó, con mới biết là con thì tán tận lương tâm. Bả là mẹ ruột của con mà con cũng giết. Bả là mẹ ruột của con mà. A Di Đà Phật. Mai là người có thể ngừng cường trước giật, nếu không thì gây ra lỗi lầm đó. Đại sư, người có thể giúp con hay không? Con thì sợ lắm, con lo là mình không thể tự khống chế mình. Ê, ma từ tâm sanh thôi. Cuộc tâm ma mẹ con tương liền giữa người và Lưu Thế Chủ không phải có thể giải trừ dễ dàng được. Thật ra lão tâm cũng có tâm ma, vẫn chưa được tham khấu. Ủa, đại sư là đắc đạo cao tăng, phải được tham thấu thất tình lục dục mà, tại sao vẫn còn tâm ma? Lão tăng vì quá chấp nhất đi, vì muốn bảo tồn pháp hòa tự, cứ chống chọi giằng co với họ. Thật ra chuyện tâm tích độ trường, tu hành ở trong lòng thôi, không nhất định ở chùa. Chỉ cần tìm tâm hướng Phật, dù ở nơi nào cũng có thể tu hành được. Chấp nhất? Không sai. Cũng như người không nên chấp nhất vì chuyện của mẹ người, nên xuôi theo tự nhiên đi. Ân quả tuần hoàn, kiếp này không báo, kiếp sau sẽ báo. Tội nghiệp phạm ở kiếp này sẽ có quả báo mà. Lão tăng định là dân dù tứ hải, về tượng kim Phật đó, vì có xá lợi tử của cao tăng nhiều đời để giấu ở ngôi hòa sen với tượng Phật, bất cứ giá nào tôi cũng phải lấy ra để mà cung phụng. Nhưng mà pháp hoa tự đã bị họ Liêm phong rồi, con làm sao vô trọng? Ê, người lại chấp nhất rồi. Chỉ cần động lòng không thể thẹn, người có thể lén lén vào trọng mà. Mời ngồi. Được. Lưu già, mời dùng đồ ăn tự nhiên nha. Được. Lưu già, đây là tiền bình an của tháng này. Bà chủ, như là không phải chia kiểu này mà. Làm gì có chứ, trương mục của ta lâu nay rành mạch lắm mà. Nếu như Lưu già cứ nghi ngờ, có thể duyệt lại trương mục mà. Ta không phải là ý này. Tiền bình an dĩ nhiên là phải chia, nhưng mà bây giờ bà cũng biết mà, sòng bạc làm ăn khá như vậy, từ nay ta chiếm phần nữa đó. Lưu gia, cái sòng bạc mới đó ta đã cống hiến gấp đôi rồi. Sòng bạc này ta kinh doanh bấy nhiêu năm. Lưu gia nói vậy có vẻ hiếp đáp người quá. Phải rồi, làm sao chứ. Bà đừng có quên rằng sòng bạc được đắt khách như vậy, sở dĩ bà có được ngày hôm nay hoàn toàn là có ta chống lưng cho bà thôi. Lưu già,
Chúng ta càng một ly nha. Lâu nay ta thì tôn trọng ngươi lắm, từ nay mình hợp tác vui vẻ nha. Cạn ly, cạn đi. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi thiệt chưa biết chết mà. Chết đi, chết đi. Dám uy hiếp ta hả? Dám uy hiếp ta hả? Chỉ tại ngươi thôi, chết đi. Tại ngươi dám uy hiếp ta thôi. Lưu Tinh Đề này không dễ gì bị ai uy hiếp đâu. Chết đi. Thiệt là nặng quá, chết đi cũng gây phiền phức cho người ta. Bà đã giết người? Không phải đâu. Lôi bỏ đầu, bà thì đã giết hắn. Phải, mẹ thì đã giết hắn, nhưng mà hắn thì đang chết mà. Hắn đã ô nhục Tích Thúy Thúy, ta trả thù cho cổ đó. Mẹ đừng có kiếm cớ nữa, con không có tin mẹ đâu. Con chỉ biết là mẹ đã giết người. Mẹ thì là hết thuốc chữa rồi, mà người quan trọng, mẹ hại hết người này rồi tới người nọ. Con thì không muốn mẹ hại người nữa. Con phải dẫn mẹ đi nha Môn. Mục Liên, con đừng nha, đừng nha con điên rồi sao chứ? Nếu con làm vậy, mẹ của con sẽ bị chết đó. Mẹ biết như vậy sao mẹ lại giết người? Giết người đền mạng. Mẹ theo con đi. Thế à, Mục Liên à, không được đâu. Mẹ là mẹ của con, mẹ ruột của con đó. Nè, con tha cho mẹ đi. Tự gây nghiệp không thể sống, mẹ tự chuốc lấy mà thôi. Mục Liên à, con tha cho mẹ đi. Con coi như là con không có thấy cái gì hết đó, có được hay không hả? Nè, con tha cho mẹ đi, mẹ là mẹ con mà. Lôi tổng bộ đầu. Hắn đã giết người, hắn đã giết người đó. Tối qua dân phụ đi ngang Pháp Hòa Tự, thấy ở ngoài cửa có một đường máu và cửa chùa không khép kín, cho nên dân phụ đã sanh lòng nghi, đi vào để coi coi. Đã nhìn thấy Mục Liên cầm con dao con giết chết Lô Gia. Điều phụ to gan, dám lường gạt bổn quan hả? Bổn quan đã điều tra rõ ràng minh bạch, quan hệ giữa ngươi và tổng bộ đầu không phải là tầm thường. Đại lão gia, dân phụ với Lô gia thì có chút giao tình, nhưng mà hắn tuyệt đối không có che chở cho dân phụ. Xin đại nhân minh giám. Được, bây giờ chết không đối chứng, bổn quan cũng không có nhắc tới. Nhưng mà bà cứ khăng khăng nói là Một Liên giết chết người. Thử hỏi Một Liên với tổng bộ đầu chẳng có quan hệ gì, chẳng có thù oán gì, tại sao hắn lại giết chết tổng bộ đầu hả? Và lúc mà khi dân phụ vô tới, thấy hắn một tay cầm con dao con, một tay khác thì cầm cái tượng kim Phật. Ta nghĩ chắc là lúc hắn muốn ăn cắp kim Phật đã bị Lô gia phát hiện, cho nên mới hạ độc thủ thôi. Hả? Đại lão gia, Mục Liên là con ruột của ta, con cọp cũng không có ăn thịt con, sao ta lại hại con của mình chứ? Chỉ là rõ ràng nó đã giết người, dân phụ không thấy chôn dù lương tâm đâu, cho nên mới đại nghĩa diệt thân. Mục Liên, rõ ràng là con giết người, con đừng có chối nữa, con đừng có trách mẹ nhẫn tâm nha con. Mục Liên, mẹ của ngươi cứ khăng khăng nói là ngươi đã giết, mà ngươi lại chỉ chứng là mẹ của ngươi đã hạ độc thủ. Nhà ngươi có chứng cứ gì không? Đại lão gia, tối hôm đó ta nhìn thấy mẹ lôi cái xác vào Pháp Hoa Tự, lúc đó bà đã nhận tội và còn xin xỏi với ta. Thì già Mục Liên à, chuyện đến nước này sao con còn chối nữa? Đại lão gia, ta đã đích mắt nhìn thấy nó cầm con dao đâm vào sau lưng của Lô gia đó. Cung từ của hai người thật là mâu thuẫn với nhau ha. Dĩ nhiên là có người đã nói láo. Thử hỏi Một Liền là đệ tử của Phật môn, mà Lưu Thanh Đề mở lầu xanh sông bạc, danh xấu đồn xa, tình nghi rất lớn. Coi bộ không dụng hình à, bà không có nói thiệt đâu. Người đâu? Dạ, chuẩn bị đại hình. Đừng mà lão gia, xin đừng nha lão gia, điện quan lắm lão gia, điện quan quá đại lão gia, xin đừng mà, điện quan lắm đại lão gia, xin đừng, đừng nha đại lão gia. Dỗ mình. Dạ. Ai da, đừng mà đại lão gia, quan lắm lão gia ơi. Điều thị to gan, để bổn quan hỏi người nữa đây, người có chịu khai thật thà hay không?
Thiệt là quan lắm đại lão già. Dũng hình tiếp. Đại lão già xin đừng mà. Một liên à. Một liên. Con thiện nhẫn tâm vậy sao? Con bắt mẹ chết trước mặt con sao? Đại lão già ơi, quan lắm. Quan lắm mà. Đại lão già đừng có làm khó bả nữa. Lô bỏ đầu là bị ta giết. Một liên à, mẹ đã đem tới đồ chay cho con ăn nè. Nè, ăn sẵn nóng nha. Một liên. Nè. Mẹ biết con vẫn đang giận mẹ, nhưng mà mẹ vừa bất đắc dĩ mới giết chết Lô Gia thôi con à. Tại sao mẹ phải giết người? Trời biết, đất biết, lương tâm của mẹ cũng biết mà. Mẹ không cần phải kiếm cớ giải thích với con. Một liên à, mẹ không phải cố tình bắt con phải gánh tội cho mẹ, nhưng mà con là đệ tử cửa Phật, đại lão gia cũng không dám làm khó con. Hơn nữa mẹ cũng không mong con bị gì. Còn nữa, mẹ đã nghĩ ra cách cứu con rồi. Ngục chốt ở đây nói là đã kiếm được người thế chết để gánh tội cho con. Như vậy đâu có được. Sao lại không được chứ? Có tiền là mua tiên cũng được mà. Chỉ cần trả tiền ăn gia thỏa đáng, thiếu gì người bu tới chuyện này. Thiệt là làm một việc lợi cho cả hai nhà. Đừng có nói thêm nữa. Như vậy nghĩa là hại thêm một mạng người thôi. Như vậy con làm sao được yên lòng chứ? Bể khổ vô bờ, hồi đầu là ngạn. Mẹ đừng có hại người nữa. Hey, thôi 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 được rồi. Mẹ hứa từ nay ăn năn hối cải, làm lại người tốt. Nè, ăn đoạn chay đi, nếu không bị nguội hết á. Bà chủ. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Ở bên sông bạc. Một liên à, con ăn mau đi, mai mốt mẹ trở lại thăm con nha. Chuyện gì đây? Có mấy cô nương từ lúc bà chủ bỏ đi đã cuốn gói bỏ trốn đó. To gan vậy hả? Tao mày biết được thì họ sẽ biết chết. Chị Đề, chị Đề. Ủa, người trốn đi đâu rồi mấy bữa nay không thấy? Chị Đề à, chỗ này nói chuyện không tiện lợi. Tao có chuyện nói với chị đó, qua đây, qua đây. Hay già, có chuyện gì thì nói đi, lén lút lấp ló làm gì? Không, chị cũng biết rồi, đã làm chuyện bậy bạ phải lén lút một chút đó là hơn. Ngươi hả? Đã làm chuyện bậy bạ gì? Ừ, không phải ta đâu chị Đề, là chị đó. Lôi Gia vì sao mà chết chúng ta rõ ràng lắm mà. Hey, chị cũng biết dạo này ta xấu số lắm. Hôm đó đi ngang phòng của chị thì không may là... Được rồi, giờ ngươi muốn sao? Đơn giản lắm, 5.000 lượng. Ê chị Đề, tôi còn tưởng chị không tới, xem chút là đi báo quan rồi. À, nè, vàng bạc châu báu ở đây cộng luôn ngân phiếu là đủ 5.000 lượng đó. Ê, ngươi hãy nghe đây, lấy vàng bạc xong rồi phải đi càng xa là càng tốt đó. Từ nay đừng có về Dương Châu nữa. Chị Đề đừng có lo, có bao nhiêu tiền bạc như vậy ta còn không đi hưởng phước sao? Thật ra chị Đề có nhiều sòng bạc như vậy, từ từ thì kiếm lại thôi, phải không? Ê, không cần chị đâu, ta lụm được rồi. Chết đi. Cũng tại ngươi tự chuốc lấy cái chết mà thôi. Đặt xong giơ tay nha. Ê, đặt xong giơ tay. Tay, tay đi. 1, 2, 6, 9 điểm xỉu. Xỉu hả? Ăn hết. Được chưa? Đặt xong giơ tay nha. Tay, tay đi. Bà chủ. Ván này để ta. Dạ, bà chủ. Đặt vô đi. Đặt xong giơ tay, đặt thì nhanh tay. Đặt. Đặt đi, đặt đi, đặt tay, đi. Tay, 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 tay. Giơ tay nha. Giơ đi. Giơ đi. Giơ đi. Bà chủ, bà tỉnh lại rồi hả? Bà đã bị ngất xỉu 3 ngày rồi. Đã 3 ngày rồi hả?
Wow, thiệt là nhức đầu quá. Đại phu có nói là chờ bà tỉnh lại thì sẽ hút thuốc cho bà uống đó. Vậy đem tới mau đi. Còn nữa, ta đói bụng quá, đem luôn đồ ăn lên. Dạ rõ. Bà chủ à, thuốc đã sắc xong rồi, vừa miệng đó. Tại sao cả chén cứ ngắt vậy? Ta làm sao mà uống? Đâu có gì không ổn đâu. Hai người thì không biết làm cái gì nữa. Ây da, tại sao là cục đá vậy? Vậy ta làm sao mà ăn đây? Ủa, sao lại là cục đá? Tại sao lại như vậy hả? Sao lại cứ ngắt vậy? Hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao đều là mấy cục đá vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao đều là mấy cục đá? Ây da, tại sao lại như vậy chứ hả? Có lẽ là bà chủ bị chúng ta. Giờ ngõ đã đứt. Chép. Dạ. Thưa mẹ, con chịu hình thế mẹ. Mong là có thể giảm bớt tội chướng cho mẹ, kiếp sau luân hồi làm người. Ta thiệt đói bụng quá. Cho ta ăn đồ đi. Cho ta uống nước đi. Thiệt đói bụng quá. Đói bụng quá. Bà thiệt đói lắm hả? Có mà bỏ người ta. Chém nữa. Mẹ. Ôi, rồi, móc mắt của bà ra. Móc mắt của bà cho ta. Móc mắt đi. Móc mắt. Cắn tay. Chịu tiếp. Bỏ người ta. Mẹ nhất định xảy ra chuyện. Đại nhân, không thể nào chém quá ba nhát đâu. Nếu ý trời như vậy, không thể làm trái được. Một liền, bổn quan xá chết cho người. Người đâu, phóng thích tội phạm. Mục Liên là cứu mẹ, có nhiều ma lắm, có nhiều ma đó con. Đâu có gì. Nè, ở bên kia, có Thúy Thúy, có Lùi Già, có Giao Nhân Quảng, có Dư Nhi. Mẹ bị qua mắt rồi. Là thiệt đó, tướng họ thì khủng khiếp quá đi. Mẹ chắc là mẹ gây tội nghiệp quá nhiều cho nên suy nghĩ dớ dẫn thôi. Quả báo, thiệt có quả báo rồi. Mục Liên, mẹ biết lỗi rồi. Lúc xưa mẹ đã hại quá nhiều người, tác nghiệp sâu nặng. Bây giờ thì đã có quả báo, mẹ biết lỗi rồi. Mẹ không cần sợ đâu, có con ở bên cạnh mẹ mà. Họ lại tới rồi. Bỏ người ta. Đừng nha. 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 Đừng. Xin đừng nha. Đừng. Trả mạng cho ta. Mẹ.
Mục Liên, Mục Liên, Mục Liên. Phật, tuy Mục Liên ngươi một lòng hiếu thảo, nhưng mà đây là ác quả mà mẹ của ngươi lúc sống gây nhiều tội nghiệp. Ngươi và mẹ ngươi đã dứt trần duyên, ngươi cũng không nên giằng co vậy nữa. Không được đâu sư phụ, kẻ làm con cái đâu có thể nhìn thấy người mẹ chịu khổ mà bỏ mặc. Con nhất định phải đi cứu mẹ. Mục Liên, bây giờ mẹ của con đã xuống dưới địa ngục để chịu khổ, con là người, con không thể đi đâu. Không được, con nhất định phải đi. Con không cần tu thành chánh quả, con chỉ muốn xuống cứu mẹ để mẹ khỏi chịu khổ thôi. À! Thì đây là nằm mơ. Không phải, không phải nằm mơ đâu. Ta phải được cứu mẹ của ta. Mẹ à! Chết đi là có thể cứu được mẹ sao? Sư phụ, Mục Liên thì mong là có thể cứu được mẹ, chết cũng không thôi. Chết là có sợ gì? Mục Liên, đường đi suối vàng nguy kiếp trùng trùng, có 18 tầng địa ngục, quan hầu ma trời vô số. Địa ngục có núi dao, có chảo dầu, có quỷ sai gác đường. Người đi cứu mẹ người như là mò kim đáy biển, vớt trăn dưới nước, thiệt là một điều khó khăn lắm. Con bỏ mặc, cho dù là có một tia hy vọng, con cũng không bỏ cuộc đâu. Đệ tử đã quyết ý rồi, mong sư phụ cho toại nguyện. Xin sư phụ cho toại nguyện. A Di Đà Phật. Mục Liên, người muốn xuống địa ngục, trước tiên phải dùng mây gai này đan thành dải đỏ, lá bồ đề làm thành cà sa, tay ôm kim Phật, ngồi tọa nhập định, trong lòng tụng kinh là có thể phát huy lực lượng. Nếu như người có thể kiên trì 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, đi vào linh giới, là người có thể đi vào địa phủ. Nhưng mà người phải nhớ kỹ, trên đường suối vàng chỉ có thể tiến tới chứ không thể quay lại. Có cứu được mẹ của người hay không là phải coi tạo hóa của người. A Di Đà Phật. Của ngươi chưa tận. Nếu dương thọ chưa tận, tại sao tự tìm được chết trong vào địa phủ? Diêm Vương, lần này Mục Liên xông vào địa phủ,
một lòng vì muốn cứu mẹ thôi. Ta biết mẹ của ta ở địa phủ chịu nhiều khổ đau, mẹ con quyết định nối liền, ta nhất định phải cứu mẹ. Xin Diêm Vương rộng lượng khoan hồng. Tầm bậy, người ta nói là thiện ác rốt cuộc có quả báo. Diêm Vương đã bắt chết Canh Ba, ai dám giữ lại tới Canh Năm hả? Mẹ của người tội nghiệp sâu nặng, thiệt nên ở lại địa ngục để chịu khổ. Không ai có thể giải cứu, mình đi đi. Diêm Vương, lần này ta quyết định phải cứu mẹ, có đi không về. Một lần xin thất lễ. Có thể chịu mọi gian truân, không sợ đau khổ. Thôi được, bổn vương rộng lượng khoan hồng cho ngươi. Mẹ à, mẹ, mẹ, mẹ à. Cái gì mà cứ nói cho mẹ của ta đi, tuy là bà đã chết thì cũng hãy nể tình ta, tha cho bà đi nha. Ta xin các vị hãy nể tình của ta mà tha cho bà đi nha. Không được, bà hại chết ta, ta phải ăn thịt bà. Quả báo ứng, bà đã tác nghiệp thì phải gánh chịu. Nếu như các người muốn trả thù thì tới kiếm ta đi, ta là con của bà. Các người muốn cắn thì cắn ta đi, đừng có cắn mẹ của ta, ta xin các người. Mục Liên, mẹ của người không có đáng cho người hy sinh như vậy đâu. Ta mặc kệ là bà làm cái gì, dù sao vẫn là mẹ của ta mà. Trên đời không có cha mẹ nào xấu đâu, cho dù bà đã làm cái gì ta cũng thứ lỗi cho bà. Ta xin các người hãy thứ lỗi cho bà đi nha. Không được, không thể tha cho bà. Đừng có cắn nữa, đừng có cắn nữa mà. Ta sẽ giống người của ta mà gánh tội cho mẹ của ta.
ông vậy ạ? Mục Liên, mẹ biết lỗi rồi, mẹ đã hại đời con. Tham kiến Quan Âm nương nương. Diêm Quân xin đứng dậy. Mục Liên lóc thịt cứu mẹ, hiếu cảm động trời. Bổn tòa cũng thấy cảm động, cho nên tới địa phủ để hóa giải quan nghiệt này. Lưu Thanh Đề, đáng lẽ ngươi tội ác đầy trời, phải chịu khổ bị ma rơi bám mình. Nhưng mà con của ngươi là Mục Liên, một lòng hiếu thảo. Bổn tòa xá tội cho ngươi, không cần phải chịu khổ. Cảm ơn Quan Âm Bồ Tát. Thưa mẹ, mẹ không cần phải chịu khổ nữa rồi. Quan Âm Bồ Tát, Thanh Đề tự biết tội nghiệp sâu nặng, cam lòng chịu tội để chuộc lại lỗi lầm xưa kia. Mẹ à! Mục Liên, mẹ biết con có lòng hiếu thảo, nhưng mà lần này mẹ thiệt thành tâm hối cải, con cho mẹ tội nguyện đi. Lưu Thanh Đề, người biết ăn năn hối cải, hối hận chuyện xưa thì không uổng công Mục Liên vì ngươi mà chịu khổ. Được, bổn tòa cho ngươi đi vào sáu độ luân hồi để chịu khổ nạn, kiếp sau sẽ luân hồi làm bò canh tác cho người ta. Tạ ơn Quan Âm nương nương cho tội. Mục Liên, mẹ phải đi rồi, từ nay con hãy bảo trọng, đừng có tưởng nhớ tới mẹ nữa. Con sẽ không có quên mẹ đâu. Một ngày làm mẹ, suốt đời làm mẹ. Con đừng khóc, con đừng khóc nữa. Mẹ thì hối hận quá, không có quý những ngày ở chung với con. Con đừng đau buồn nữa. Con như vậy mẹ càng thấy khó chịu. Từ nay con phải bảo trọng. Mẹ à! Mẹ đi nha. Thưa mẹ, mẹ hãy trân trọng nha. Mục Liên, ngươi không cần phải đau lòng quá. Đây là ân quả báo ứng của mẹ ngươi. Ngươi tước đi xương thịt để bổn tòa trả lại nhục thân cho ngươi. Mục Liên, ngươi vì cứu mẹ cam lòng xuống địa phủ, tước xương thịt, hiếu nghĩa động trời, động quỷ thần. Ngươi vốn là một Liên tôn giả hóa thân, bây giờ đã qua nhiều kiếp ở trần gian, trần duyên đã tận, đã tròn công đức rồi. Bây giờ trả lại châu thân cho ngươi, trở về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Quan Âm Bồ Tát, một Liên không muốn rời khỏi địa phủ. Địa phủ là nơi của cô hồn các đảng, tại sao ngươi lại nói vậy? Mục Liên ở địa phủ nhìn thấy chúng sanh chịu khổ thì là thê thảm. Ta muốn ở lại địa phủ siêu độ chúng sanh, giải thoát cho họ. Địa ngục bất không, thà không làm Phật. Tốt, nếu Mục Liên có chí nguyện này, bổn tòa sẽ toại nguyện cho ngươi. Mục Liên đã lập chí địa ngục bất không thể không làm Phật, ở lại địa ngục để mà phổ độ chúng sanh, ở sáu độ luân hồi thỉnh cứu đám dân khổ nạn, làm Địa Tạng Bồ Tát. Hơi giao hơi là hoa thơi, ngoài ngoài nhất sống vang vọng cây trục trời.